How important is it for people to have continuous access to information in today's world? Và đây là video về cách mà mình học từ vựng vừa nhanh, vừa không bị áp lực mà vừa nhớ lâu. Let's get started! Mình vừa luyện xong một bài nghe mà mình sai 5 trên 10 câu. Bây giờ thay vì bỏ ở đấy thì mình sẽ nghe lại audio và xem là mình sai ở đâu. Rồi là phải check transcript nha, vô cùng quan trọng là phải check transcript. Và mình sẽ nốt những cái từ vựng quan trọng mà đã làm mình miss những cái information đấy. Tất nhiên là không phải từ vựng nào mình cũng nốt lại để học, mà mình sẽ nốt những cái từ vựng mà nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong cái bài nghe đấy này. Và ở trong cái phần mà nó xuất hiện đáp án của mình nữa, có một cái từ nó chính là đáp án luôn, đấy chính là constant. Thì mình sẽ lên từ điển Cambridge, mình check phát âm và mình check nghĩa của từ này. Nhưng mà chỉ ghi thôi thì không nhớ và về sau cũng không biết cách dùng đâu. Nên là bây giờ mình sẽ tưởng tượng là mình đang ở trong một cái bài thi IELTS Speaking Test. Và mình sẽ nghĩ ra một cái câu hỏi này. Và mình sẽ nghĩ ra một cái câu trả lời. Và câu trả lời đấy phải chứa cái từ constant. Để mình biết chắc chắn rằng là mình hiểu cái nghĩa từ này và mình biết cách sử dụng nó trong bài thi IELTS. How important is it for people to have continuous access to information in today's world? So having constant access to information in today's world is very important. Well, it helps people stay updated to news and trends, which is really cool. Đó là cách mà mình đã tìm hiểu được thông qua cuốn IELTS Mastery. Cái này là cách học từ vựng hiệu quả theo 4 kỹ năng trong kỳ thi IELTS. Thực chất đây là cách học từ vựng của một giáo viên đạt 8.5 IELTS. Cái mà mình show cho mọi người vừa nãy là cách học từ vựng thông qua kỹ năng listening và speaking, đảm bảo là cứ lặp đi lặp lại cái quá trình đấy trong một thời gian. Trong khi luyện thi thì mọi thứ nó sẽ in vào đầu mọi người một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Và tất nhiên là ngoài cách đấy ra thì còn rất nhiều cách khác nữa, và còn có cả cách học vocab thông qua kỹ năng reading và writing. Mình thấy trong này có rất là nhiều những cái phương pháp học hay và kiểu nó rất là chi tiết, rất là dễ hiểu ấy, nên là đảm bảo là chúng ta tự học ở nhà cũng được này. Những ai mà kiểu cảm thấy rất là khó khăn với tiếng Anh, đặc biệt là với IELTS, thì cũng có thể follow được cái cuốn sách này. Đi cùng với cái cuốn phương pháp học từ vựng này thì mọi người sẽ được tặng thêm cuốn về các lỗi ngữ pháp. Chúng ta sẽ học ngữ pháp như thế nào cho nó dễ dàng, cho nó nhanh và nó dễ nhớ, đúng không? Ngoài ra thì còn có sách về các lỗi diễn đạt. Trời ơi, diễn đạt như thế nào cho nó tự nhiên, cho nó không bị nghe kiểu awkward, không kiểu bị robot ấy. Và tất cả những cuốn sách này đều được trao tay free cho những bạn đăng ký ở link trên caption hoặc là dưới bình luận của video này nhá. So, good luck on your study everyone. Goodbye.